Chào Kem, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn ta về cái phương pháp mà Chào Kem, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn ta về bài toán liên quan đến quãng đường trong hệ thống điều hòa. Và chúng ta ở phần đầu chúng ta sẽ đi tìm quãng đường tối đa, quãng đường tối thiểu, tức là quãng đường max min nhá. Tối đa thì đó là S max và tối thiểu đó là S min. S max, tối thiểu S min. Thầy đưa công thức ở đây và thầy sẽ để file ở phía dưới video này. Kem cần chứng minh thì Kem sẽ có thể là xem lại nhé. Còn ở phần video này thì thầy sẽ một số cái thầy sẽ thừa nhận để ta dùng kết quả luôn. Thì chúng ta đi vào cái phần 1, đó là quãng đường tối đa, quãng đường tối thiểu, tức là quãng đường S max, S min. Thì muốn tìm quãng đường này, S max, S min thì chúng ta phải xét cái khoảng thời gian của nó nhỏ hơn T trên 2. Lý do thế này này, tại sao lấy T trên 2? Vì là thế này đây, thầy có là N chu kỳ thì quãng đường của nó phải đi được là bao nhiêu, là N4A. Đấy. Nếu như là M chu kỳ trên 2, M là số nguyên dương nhé, thì đi được là quãng đường bằng M nhân 2A. Được chưa? Đấy, vậy là muốn có quãng đường là tối đa, quãng đường tối thiểu thì khoảng thời gian bắt buộc nó phải nhỏ hơn T trên 2. Vì cứ lớn T2 thì lớn T trên 2 sẽ phân tích ra. Đấy là nếu thời gian là M T trên 2, quãng đường sẽ là M2A. Còn thời gian là NT, T là chu kỳ nhé, thì quãng đường sẽ là N4A là chứ nhỉ. Một chu kỳ quãng đường 4A, một chu kỳ trên 2 quãng đường là 2A. Đấy. Và số nguyên của chu kỳ trên 2 quãng đường sẽ là số nguyên của 2A. Số nguyên của chu kỳ quãng đường sẽ là số nguyên của 4A. Thì bắt buộc là muốn tìm quãng đường tối đa tối thiểu thì điều kiện tiên quyết đó là delta T phải nhỏ hơn T trên 2, được chưa? Đấy. Thì có hai cách chứng minh cái quãng đường tối đa tối thiểu. Một là thầy dùng cái phương trình lượng giác, đó là từ cân bằng, từ vị trí cân bằng đổ ra vị trí bất kỳ thì dùng sin, cân bằng đổ ra phía dương dùng sin, cân bằng đổ ra phía âm dùng cân bằng đổ phía âm thì sẽ là theo trừ ray, được chứ nhỉ? Đấy, nhìn này, thầy hướng dẫn nhanh nhé. Từ cân bằng đổ ra phía dương này dùng sin, từ cân bằng đến vị trí bất kỳ dùng sin. Ví dụ bây giờ thầy muốn tìm thời gian đi từ cân bằng đến vị trí x1, thầy thay x1 vào đây, thầy thay x1 vào đây, thầy tìm được t, được chưa? Từ x1 đến a, từ a tới x1 tức liên quan đến biên dùng cos, vậy thay x1 vào đây. Đấy, thì sẽ tìm được thời gian từ x1 đến a hoặc từ a và x1, được chưa? Tương tự sang, nếu mà từ cân bằng sang vị trí là trục âm này thì em để dấu trừ trước thôi, để dấu trừ trước để nó khử dấu trừ x1 đi, thì giữ ra thời gian t tương tự như vậy nhé. Đấy, tương tự như vậy thì người ta chỉ như sau này, muốn cho vật đi được cái quãng đường tối đa đấy, muốn qua vật đi quãng đường tối đa tức là quãng đường S max này, đấy, thì vật phải chuyển động xung quanh cân bằng. Còn muốn cho vật đi được quãng đường bé nhất tức là quãng đường S min này, đấy, thì vật phải chuyển động xung quanh biên. Vì chúng ta biết rằng đó là xung quanh biên thì v bằng mấy? Xung quanh biên là tốc độ bằng không. Thầy nói tốc độ là độ lớn vận tốc nha, chúng ta đừng nhầm tốc độ với vận tốc của nhiệt. Đấy, tại vị trí cân bằng thì tốc độ sẽ là cực đại, đúng không? Cân bằng chiều âm thì vận tốc cực tiểu, cân bằng chiều dương vận tốc cực đại. Như thầy đang nói tốc độ tức là trị đối của vận tốc nhá. Đấy, thì muốn cho quãng đường lớn nhất phải chuyển động xung quanh cân bằng, mà muốn cho quãng đường nhỏ nhất thì chuyển động xung quanh biên. Thì chúng ta để cái này đấy, chứng minh có hai cái chứng minh, một là dùng phương trình lượng giác, như kia hai là dùng là vòng tròn lượng giác. Thì theo thầy sẽ dùng cái vòng tròn lượng giác để em dễ hiểu hơn nhé. Hai cách thầy dùng cái vòng tròn lượng giác, thầy đưa cả hai cách để em có thể tham khảo đấy. Nhưng mà trong trình giảng trên video thì thầy sẽ dùng vòng tròn lượng giác đấy. Thế này này, chúng ta nhìn thế này này, bây giờ muốn đi được quãng đường lớn nhất thì nó là chuyển động xung quanh cân bằng, thì đây là cân bằng đúng không? Giả sử đây là cân bằng chiều âm này, thì nó xét cân bằng chiều âm đi, được chưa? Đấy, cân bằng đây, cân bằng chiều nào cũng được. Đấy, thì nó chuyển động từ điểm M đây điểm M đây, nó chuyển động điểm N đây, thì rõ ràng là trong thời gian delta t nó quét được góc delta phi, được chưa? Delta phi. Và cái quãng đường đi được là thế nào nhỉ? Nhìn này, quãng đường đi được, thầy lấy cái này nhé. Đây, quãng đường đi được tức là em hạ hình chiếu của M xuống đây, em hạ hình chiếu của N xuống đây, và quãng đường của nó sẽ là tính từ hình chiếu của M đến hình chiếu của N trên cái đường kính của đường tròn, được chưa? Đấy. M ở đây em hạ đường chiếu đây, N ở đây hạ đường chiếu đây, và em nối hai đường chiếu thì được quãng đường. Quãng đường. Đấy, quãng đường. Nhá, được chưa nhỉ? Quãng đường đấy. Được. Thì chúng ta như thế này này, đấy, do tính chất đối xứng thì là cái góc này nó phải là delta phi trên 2 này, cái góc này này. Đấy, nó sẽ phải là delta phi trên 2. Tương tự cái góc này nó sẽ phải delta phi trên 2, delta phi trên 2, được chưa? Đấy. Thì rõ ràng là cái quãng đường tổng thể này xung quanh cân bằng nó sẽ là S max, vậy một nửa này sẽ phải S max trên 2 đúng không? Một nửa này sẽ phải S max trên 2. Đấy, S max trên 2. Mà thầy có S max trên 2 gì nhìn nhá. S max trên 2 đây cũng là S max trên 2 mà. Đây cũng là S max trên 2 này. Đấy. Thầy có S max trên 2 nó đối diện với góc delta phi trên 2, vậy thầy nghĩ sin đúng không? Thầy nhắc ra ngoài thầy có là S max trên 2 thế tương lượng tam giác vuông S max trên 2 đúng không? Chia cho a. Thì bằng sin của delta phi trên 2. Sin delta phi trên 2. Và rõ ràng em nhìn chéo lên quả S max mới bằng ra được cái này không? Đây,
công thức số 1. Được chưa? Một chứng minh rất là nhanh cái phần này thôi. Đấy. Chúng ta có hai cái chứng minh, nhắc lại là có hai cái chứng minh về quãng đường Maxmin. Một là các em dùng cái phương trình lượng giác ở phía trên của thầy đây này. Đấy, phương trình lượng giác này. Đấy. Cái này thì tùy, có những em thì hiểu cái, có những em thì cảm thấy cách này nó dễ hiểu hơn, có những em thì dùng phương cái vòng chuẩn lượng giác hay hơn. Đấy, tùy các em. Mà giảng chung em mình theo thầy dùng phương cái vòng chuẩn lượng giác. Quãng đường min, quãng đường min chuyển động xung quanh biên đây, biên là chỗ này đấy các em. Giả sử lấy biên dương đi, biên nặng được, em lấy biên âm thế thôi. Biên nhé, biên thì rõ ràng là về không đúng không? Xung quanh biên ở đây các em nhớ ở biên quả là càng về đây càng chậm luôn. Đấy, xung quanh đây nó chậm này. Chậm mà. Xung biên chỗ này nó chậm hết rồi mà. Đúng chưa nhỉ? Xung quanh biên nó chậm, nó đang chuyển động chậm mà. Đấy, thì quãng đường S min thì như thế này này. Khi vật ở điểm Q đến vật chuyển động đến điểm K. Thì quãng đường là cái nào các em? Khi vật điểm Q thầy được hình chiếu chỗ này. Khi vật đến biên thầy nối thầy vào. Cái quãng đường chính là cái đoạn này. Đấy. Khi vật từ biên đến điểm K, điểm vật ở biên thì hình chiếu trùng luôn, vật ở điểm K hình chiếu ở đây. Vậy quãng đường đây, quãng đường là hai cái màu xanh cộng vào đúng không? Quãng đường hai màu xanh cộng vào. Đấy đúng chưa nhỉ? Hình dung vấn đề không nhỉ? Giả sử vật chuyển động xung quanh biên chuyển động từ Q đến K sẽ đối xứng qua biên dương nhé. Thầy nhớ là thầy nên đối xứng nhé, QK đối xứng. Nghĩa là QK đối xứng. Đối xứng qua đâu? Đối xứng qua biên. Qua biên. Được chưa? Khi vật ở Q thì thầy được, thầy sẽ tìm hình chiếu của Q trên cái đường kính đường tròn là cái này chấm này. Khi vật đến biên thì rõ ràng biên và hình chiếu nó sẽ trùng nhau đúng không? Biên và hình chiếu trùng nhau và quãng đường vật đi chính là gạch màu xanh. Tương tự từ biên đến điểm K thì thầy tìm hình chiếu của điểm K là cái này. Đấy, ở biên hình chiếu là cái này và quãng đường như là cái này. Vậy quãng đường từ Q đến biên sẽ bằng quãng đường từ biên đến K đúng không? Đấy, từ biên K. Và quãng đường đó là gì ở các em? Tổng thể cả cái này là A. Quay cả cái này là A không? Đấy, cả cái này là A đúng chưa? Cả cái này A. Chia đôi góc này ra, góc này phải delta phi trên 2, có phải góc phía dưới này delta phi trên 2 không? Đấy. Góc phía dưới delta phi trên 2 thì thầy có cái quãng đường đi được nhé, cái quãng đường này, cái quãng đường nhìn này. Các em hình dung nhé, cái quãng đường là thằng này nhé. Đấy, quãng đường thằng này. Quãng đường thằng đấy thì bằng gì? Quãng đường đấy chính là bằng A. Tổng thể là cả đoạn lớn này là A. Đúng không? Đấy, trừ cái đoạn bên trong đấy đi, trừ đoạn bên trong đi. Trừ đoạn bên trong ấy, trừ A nhân cos delta phi trên 2. Qua đoạn bên trong này, đoạn bên trong này thì nó chia đôi góc ra đúng không? Thì nó là kề mà. Đấy, bán kính là A này. Đấy. Thì đoạn bên trong này có phải là đoạn bên trong này chia cho A ra cos delta phi trên 2 không? Đấy, vậy cái đoạn bên trong sẽ bằng cos sẽ là A cos delta phi trên 2. Cái quãng đường ở phía dưới này nhìn này, cái quãng đường này này. Đấy. Để thầy lấy màu khác chút nhé. Hình như nhá. Cái quãng đường này. Quãng đường đấy, hai màu đỏ đấy, chính bằng A chia A delta phi trên 2. Đấy, bằng quãng đường lớn là A, bằng bán kính là A. Đấy, trừ đoạn này đi. Đấy đi. Đúng không? Đấy, thì là A delta phi trên 2. Nhưng mà quãng đường ở phía dưới bằng quãng đường phía trên, vậy quãng đường min tổng thể nó phải là như này và ra được F min đây. Đấy. Được chưa nhỉ? F min. Thì chứng minh thì chúng ta phải chứng minh lại để ta hiểu cái bản chất bài toán nhé. Đấy, cách chứng minh của thầy là như thế. Rồi, và chúng ta phải nhớ là S max thì xung quanh cân bằng và S min xung quanh biên. Và bây giờ để hiểu hơn thì chúng ta đi vào các phần ví dụ tiếp theo. Đấy chứ nhỉ? Đấy. Ví dụ 1, một chất điểm dao động điều hòa trên trục X tần số góc là 10, biên độ là 10, tần số góc là 10 radian trên giây, biên độ là 10 cm trong khoảng thời gian 0,2 giây, quãng đường lớn nhất nhỏ nhất vật đi được là bao nhiêu? Quãng đường lớn nhất nhỏ nhất vật đi được bao nhiêu? Thì hình dung thế này này. Đầu tiên là nó cho khoảng thời gian thì bao giờ các em phải nhớ nhé, muốn tìm được S max hay min thì khoảng thời gian đó bắt buộc nhỏ t trên 2. Đấy. Thì các em tính ra, đầu tiên tính chu kỳ ra, chu kỳ sẽ bằng 2 pi trên omega. 2 pi trên omega. Tức là 2 pi chia cho 10. 2 pi chia 10 sẽ là pi phần 5. Pi phần 5. Đơn vị là giây. Xét tiếp chu kỳ trên 2, chu kỳ trên 2 thì sẽ là pi trên 10. Pi trên 10 giây. Chu kỳ trên 2 là pi trên 10 giây và thầy sẽ so sánh khoảng thời gian 0,2 giây đến với pi trên 10 nhé. Nhớ phải bắt buộc này. Đây điều kiện bắt buộc, điều kiện sao bắt buộc. Đấy. Tí nữa chúng ta sẽ gặp cái câu mà khoảng thời gian nó lớn hơn chu kỳ trên 2 thì phải xử lý làm sao. Bắt buộc muốn tìm được quãng đường lớn nhất nhỏ nhất này. Đấy, thì em phải so sánh khoảng thời gian với t trên 2. Thầy có như sau, thầy có là pi trên 10 là bao nhiêu nên pi chia trên 10. Pi trên 10 nó là 0,31. Cái này là xấp xỉ 0,31 giây. Và rõ ràng 0,31 giây đúng không? Vậy thầy có delta t bằng 0,2 giây. Cái khoảng thời gian này thì nó nhỏ hơn t trên 2. Nhỏ t trên 2 thì ok rồi. Nó nhỏ hơn đúng không? Phải thỏa mãn điều kiện. Phải thỏa mãn điều kiện này, phải nhỏ hơn t trên 2 thì chúng ta mới áp dụng được vào cũng được S max min. Vậy S max của thầy, S max của thầy bằng 2a sin của delta phi trên 2.
admin, admin phía trên chỉ rồi bằng gì đây? Admin sẽ bằng 2a nhân 1 trừ cos của delta phi trên 2, được chưa? Đấy, cho delta phi bằng gì các em? Delta phi thì bằng omega delta t. Omega delta t, omega bằng gì? Omega bằng 10, delta t bằng 0,2, và delta phi của thầy mà đấy, tiếp tục delta phi của thầy nó sẽ bằng 2 radian, được chưa? 2 radian đấy. Và thay đấy nhé, bắt đầu thầy thay vào đây, thầy thay cái S max min vào đây thì bấm máy tính, thầy có luôn S max sẽ bằng 2 nhân với 10 nhân với sin, đầu tiên S max thì sin mà min dùng cos được không nhỉ? Max dùng min, max thì dùng sin mà min dùng cos, max xung quanh cân bằng nhé, phải nhớ đấy. Đấy, sin của 2 chia 2 delta phi bằng 2 nhé, 2 chia 2 đúng không? Tức sin của 1 radian, các em phải chuyển máy tính về hẹn radian nhé. Đấy, 20 nhân sin của 1 đó là 16,829 thôi, 16,83 cm. Admin sẽ bằng 2 nhân 10 nhân 1 trừ cos của 2 trên 2 radian nhé, đừng nhầm. Đấy, 20 nhân với là 1 trừ đi cos của 1, 9,19. Ok, 9,19 cm, được chưa nhỉ? 16,83 9 được 19, xong được rồi. Ví dụ 2, gọi S1, S2 lần lượt là quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian T trên 3 và quãng đường lớn nhất trong khoảng T trên 6, so sánh hai cái. So sánh hai cái. Thì giờ như thế này này, cái khoảng thời gian này đúng không? Cái khoảng thời gian này thì chúng ta hình dung như sau nhé. Quãng đường là S1, S2 lần lượt là quãng đường nhỏ nhất và quãng đường lớn nhất đúng không? Thằng này thì nguyên là S nhỏ nhất, admin. Admin S1 bằng admin, được chưa? Đấy, quãng đường lớn nhất thằng này ứng với S2 chính bằng S max, được chưa? S max. Đấy, thì bây giờ làm thế này đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm thế này, chúng ta sẽ so sánh này. Đầu tiên thầy tìm admin trước, là tìm admin trước đúng không? Thầy tìm S1 trước. S1 thì bằng admin, admin thì bằng gì? Bằng 2a nhân 1 trừ cos của delta phi tất cả trên 2, được chưa? Đấy, thì có như sau. Thầy có là đầu tiên về khoảng thời gian của thầy, đó là T trên 3 thì nó như thế nào so với T trên 2? Em phải so sánh nhé, bắt buộc T trên 3 nó lớn hơn T trên 2 phải tách ra, còn nó nhỏ hơn thì cứ thay vào thôi. T trên 3 là 1/3, nó là 0,333. Đấy, cái này nó sẽ nhỏ hơn T trên 2, nhỏ hơn T trên 2, vậy thay được rồi đúng không? Đấy, và nhìn này, và thầy suy được góc luôn, góc quét delta phi có phải là cứ một t là 2π không? Cứ một t là 2π, vậy là ứng với khoảng thời gian t trên 3 này, góc quét phải 2π trên 3, góc quét 2π trên 3 đúng không? Góc quét của thầy là 2π trên 3, và thầy thay vào đây. Đấy, thầy có S1 thì bằng admin bằng 2a nhân 1 trừ, nhìn này, gọi delta phi của thầy nhé, nhớ là cái khoảng thời gian t trên 3 một t là 2π, vậy góc nó là 2π trên 3. Đấy, bất kể chu kỳ là bao nhiêu, cứ t trên 3 một t là 2π, được chưa? Đấy, vậy nó phải 1 trừ cos bao nhiêu? Delta phi bằng 2π trên 3, vậy delta phi trên 2 sẽ phải là pi trên 3. Đấy, pi trên 3, được chưa nhỉ? Cos của pi trên 3 bằng mấy? Cos pi trên 3 bằng sin pi trên 6 1/2. Vậy nó bằng a, S1 bằng a. Ok. Đấy. Tiếp tục nhá, vậy xong được S1. S2 là S max thì bằng 2a sin của delta phi trên 2. Được chưa? Đấy, em lại làm cái thủ thuật là gì đấy? Em lại có là delta t của em bằng t trên 6 và em đã nhỏ hơn t trên 2 rồi. Đó, không nhỏ hơn phải tách đấy. Mà cứ một t là 2π, vậy suy ra t trên 6 là góc quét phải là 2π trên 6. 2π trên 6 tức là pi trên 3. Đúng không? À, đấy là delta phi bằng pi trên 3, còn delta phi trên 2 ở pi trên 6 tức là 2a sin của pi trên 6. Sin 2a sin pi trên 6. Sin pi 6 1/2 vậy bằng a. Vậy S1 bằng a và S2 cũng bằng a, vậy hai cái bằng nhau, đáp án là B. Được chưa? B. Đấy. Rồi tiếp tục câu số 3. Quãng đường lớn nhất trong khoảng thời gian 0,2 giây là 6 căn 3. Tính tốc độ khi nó cái cân bằng là 3 cm. Nó cho biên độ a bằng 6. Quãng đường lớn nhất tức là S max.
trong khoảng thời gian delta t cùng với 2 giây là 6 căn 3. Tính tốc độ khi cách cân bằng, cách cân bằng là 3 tức chỉ đối x bằng 3. Được chưa? Vậy nhớ thế này này, à tính tốc độ khi cách cân bằng là 3 chắc là v sẽ bằng như sau, v sẽ bằng gì đấy? Tốc độ nhá, chúng ta bỏ dấu trừ đi đúng không? Tốc độ chỉ có dương thôi. Tốc độ là v sẽ bằng omega căn bằng 2 của a bình trừ đi x bình. Còn thiếu gì các? Còn thiếu một omega thôi đúng không? Đề bài hỏi cái này. Đấy. Đã có cái này là mấy rồi? Nhìn đáp số được cm nhá, cái này 3 rồi. Đấy, cái này là mấy? Cái này 6 rồi, thiếu một omega. Muốn tìm omega thông qua Fmax. Đúng chưa nhỉ? Muốn tìm omega thông qua Fmax. Đấy. Thì bây giờ Fmax đúng không? Fmax thì thầy sẽ làm như sau, thầy có là có Fmax. Fmax thì bằng 2a sin của omega delta t tất cả chia 2. Thay số vào Fmax của thầy, Fmax đây là mấy? Fmax là 6 căn 3. 6 căn 3. 6 căn 3. 6 căn 3. 6 căn 3 sẽ bằng 2 nhân 6 nhân sin của mấy? Sin của omega nhân 0,2 thì lại chia 2. Được chưa nhỉ? Phải chia 2. À nhớ ở đây thì các bạn đã có hỏi là ở đó cho thời gian nhưng mà em làm gì có chu kỳ em so sánh. Thì thế này nhé. Khi em không so sánh nó không, nó cho thời gian đúng không, nhưng em không chu kỳ so sánh đúng không? Đấy. Thì chúng ta sẽ dùng cách khác để so sánh, nó gì đây? Chúng ta dùng cái quãng đường. Cái quãng đường các em nhớ là tính trong Fmax Fmin này, thì nhớ là Fmax hoặc là Fmin bắt buộc phải nhỏ hơn 2a. Được chưa? Thì mới được dùng thức này. Tức là nó cho quãng đường đấy nhá, phải nhớ này. Tí nữa chúng ta sẽ gặp cái câu là nó cho quãng đường trong Fmax Fmin lớn 2a đấy, các em phải phân tích quãng đường ra thôi. Đấy. Còn nó cho quãng đường mà nó nhỏ, quãng đường Fmax Fmin nhỏ hơn 2a thì cứ ốp công thức vào thôi. Cứ ốp vào là xong thôi. Được chưa? Đấy. Còn cái khoảng thời gian này thì rõ ràng em không thể làm gì có chu kỳ đâu. Chúng ta đang đi cần tìm omega, chúng ta đang cần omega hoặc đang cần chu kỳ để làm cơ mà, thì làm gì có chu kỳ để mà so sánh 0,2 giây này với nó, đúng không? Đấy. Thì bây giờ thế này nhé, vậy là chúng ta sẽ không thể so sánh 0,2 giây với chu kỳ, đúng không? Vậy chúng ta sẽ so sánh cái 6 căn 3 này với 2a, cứ nhỏ 2a là ốp vào đây, còn lớn 2a phân tích ra, tí là có bài như thế, được chưa nhỉ? Sipson radian nha, máy tính hệ radian. Đấy. Sipson được omega 10π/3 và lượng giác bình thường được 10π/3 radian trên giây. Được chưa? Vậy thay vào đây, thay 10π/3 đây. Đấy, và rút được V. V sẽ là xấp xỉ 54,4 cm trên giây. Và C. Ví dụ 4. Một vật rộng điều hòa cứ mỗi chu kỳ có 1/3 thời gian cách cân bằng không quá 10 cm. Cách cân bằng không quá 10 cm. Đấy. Cách cân bằng đúng không? Cách cân bằng chỉ đối x không quá là nhỏ hơn hoặc bằng 10 cm. Nhá, chúng ta hiểu đúng không? Cách cân bằng chỉ đối x không quá, không quá tới nhỏ hơn bằng 10 cm. Nó hỏi quãng đường lớn nhất trong 1/6 chu kỳ. Thế này nó hỏi quãng đường, tức là hỏi Fmax. Đấy, Fmax sẽ bằng 2a sin của delta phi trên 2. Đúng không? Và chúng ta nhớ là cái khoảng thời gian nó cho 1/6 chu kỳ so sánh rồi đúng không, nhỏ t trên 2, nhỏ t trên 2. Và ứng với khoảng thời gian 1/6 thì góc quét là delta phi phải bằng 2π/6, 2π/6 tức là 1π/3 trên 3. Và vào đây thì thầy có Fmax. Fmax sẽ bằng 2a nhân sin delta phi 1π/3, delta phi trên 2 gọi 1π/6, Fmax sẽ bằng a, đúng chưa? Đấy, Fmax sẽ bằng a. Fmax bằng a, mấu chốt bây giờ nó hỏi là quãng đường lớn nhất là bao nhiêu, tức là hỏi a là bao nhiêu, hết bài toán. Tìm a là xong đúng không? Tìm a là xong, bây giờ muốn tìm a thì các em phải bám vào cái này. Cứ mỗi chu kỳ, trong mỗi chu kỳ có 1/3 thời gian là vật cách cân bằng không quá 10 cm. Vậy thầy sẽ vẽ trục ra để chúng ta hiểu như thế nào. Bản chất của cái thằng rộng điều hòa đấy là nó chuyển động trên một cái đoạn thẳng giới hạn bởi hai đầu, bởi hai biên, một cái biên dương và một cái biên âm. Đây là vị trí cân bằng, đúng không? Đây là vị trí biên. Đấy, đây là vị trí biên âm. Bây giờ thầy có chỉ đối x nhỏ bằng 10 có nghĩa là thế nào nhỉ? Giải này ra nhé, giải này ra một chút nhé, chúng ta chú ý này. Thầy có chỉ đối x nhỏ bằng 10 thì suy ra tức là x sẽ phải lớn bằng -10, toán mà đúng không? Thuần túy là toán nhé. Đấy, nhỏ bằng 10 tức là -10, 10. Đấy. Vậy nó phải chạy từ đây đến đây. Được chưa nhỉ? Ấy, vậy trong mỗi chu kỳ có 1/3 thời gian vật cách cân bằng không quá 10 cm. Không quá 10 cm có nghĩa là nó chạy trong khoảng từ -10 đến 10. Tức là cái đoạn gạch này bỏ hết đi, nó chỉ làm cho đoạn không gạch thôi. Đấy. Nó làm cho đoạn không gạch thôi, đúng không? Nó chỉ làm cho đoạn không gạch. Thì chú ý thế này này, trong một chu kỳ nó sẽ có đi, nó sẽ có lượt đi.
và nó sẽ có lượt về, tức là có chiều dương chiều âm. Và ứng với lượt đi thì sẽ có hai khoảng thời gian, có phải hai cái này bằng nhau, trừ 10 về 0 sẽ bằng 0 về 10. Tương tự như vậy, 10 về 0 sẽ bằng 0 về trừ 10, đúng không? Vậy trong một chu kỳ thì sẽ có 4 khoảng thời gian, thì có 4 cái đen đặt tên, 4 đen đặt tên, được chưa? Có 4 cái đen đặt tên để thỏa mãn điều kiện đề bài, có 4 cái đen đặt tên để thỏa mãn điều kiện đề bài. Đấy, trong mỗi chu kỳ có 1/3 thời gian, thì hiểu 1/3 thời gian là gì? Tức là trong mỗi chu kỳ nhá, cả một chu kỳ là t đúng không? Trong mỗi chu kỳ 1/3 thời gian, tức là có t trên 3. Đấy, tức là thầy có 4 đen đặt tên bằng t trên 3. Được chưa nhỉ? Trong mỗi chu kỳ là t thì có 1/3 thời gian và cách cân bằng không quá 10 cm. Tức là trong một chu kỳ thì 1/3 thời gian của chu kỳ nó sẽ cách cân bằng không quá 10 cm. 1/3 thời gian của chu kỳ tức là t trên 3. Mà thầy lại có 4 khoảng thời gian bằng t trên 3 và rút ra delta t sẽ bằng t trên 12. Thầy chỉ em cách làm nhanh thế này này. Liên quan cân bằng đúng không? Chúng ta có cái mẹo là gì? Cân bằng dùng sin. Cân bằng dùng sin biên đường cos vậy cân bằng theo dùng sin rồi. Vậy delta t là t trên 12 đúng không? Một cái khoảng thời gian là t trên 12 và ứng một góc quét trên đường tròn vậy này, 2π trên 12. 2π trên 12 thì có nghĩa là π trên mấy? Π trên 6. Mà động đến cân bằng của dùng sin vậy em bấm sin π trên 6. Sin π trên 6 là 1/2. 1/2. 1/2 tức là chúng ta hiểu đây là a trên 2 bằng 10. Thầy đang hướng dẫn cách làm nhanh nhé. A trên 2 bằng 10 cm và rút ra a bằng 20 cm. Mà đề bài đang hỏi gì? Đề bài đang hỏi a vậy kết quả là phải là 20 hết bài toán. Nhắc lại này để các em hiểu cách làm nhanh của thầy này. Trong một chu kỳ thì có 4 khoảng thời gian để cho vật cách cân bằng không quá 10 cm và thầy có 4 đen t là cái này. Mà đề bài cho là trong mỗi chu kỳ có 1/3 thời gian, tức là trong một chu kỳ thì sẽ 1/3 thời gian là tương t trên 3. Trong mỗi chu kỳ có 1/3 thời gian, vậy 1/3 thời gian của chu kỳ chính là t trên 3. Thầy có 4 đen t bằng t trên 3 và rút ra được 1 đen t bằng t trên 12. Mà ứng với t trên 12 thì góc quét trên đường tròn, chúng ta không cần vẽ đường tròn đúng không? Làm đến đây không cần vẽ đường tròn. Vì một t là 2π, vậy là t trên 12 là 2π trên 12. 2π trên 12 giữ gọi là π trên 6. Mà động cân bằng phải dùng sin, thầy bấm sin pin 6 ra 1/2, tức là thầy có 10 sẽ bằng là a nhân 1/2 trên a trên 2. A là 20 cm, hết bài toán. Nhá. Cách làm nhanh, động biên dùng cos, động cân bằng dùng sin. Đấy. Ví dụ 5. Một vật rộng điều hòa với biên độ 10 tần số góc là pi thời gian ngắn nhất để đi được quãng đường 16,2. Đấy, các em chú ý thế này. Ví dụ 5. Bây giờ nhá, quãng ngắn nhất đi được quãng đường 16,2 biên độ là 10 thì bây giờ nó hỏi thời gian, nó cho quãng đường đúng không? Thì em phải so sánh ngay. Bắt buộc trong cái bài tính quãng đường đấy thì bao giờ phải cái thời gian nó có nhỏ hơn t trên 2 không, hoặc nó có điều kiện hoặc là s nó có nhỏ hơn 2a không? Đối chiếu hai điều kiện này đúng không? Thì rõ ràng ở đây thầy thấy là 16,2 nó nhỏ hơn 2a, tức là nhỏ hơn 2a bằng 20. Vậy cứ thế ốp thôi đúng không? Nó nhỏ hơn 2a rồi. Các em nhớ là khi nó tuân thủ là một trong hai điều kiện này, chỉ cần một trong hai điều kiện thôi, tuân thủ điều kiện trên thì sẽ thỏa mãn điều kiện dưới và tuân thủ điều kiện dưới thỏa mãn điều kiện trên. Yên tâm điều đấy nhá. Ấy vậy nó tuân thủ rồi đúng không? Tuân thủ rồi. Vậy là bây giờ thời gian ngắn nhất. Nó hỏi là thời gian ngắn nhất. Đấy, cái này dễ bẫy học sinh. Thời gian ngắn nhất, muốn cho thời gian ngắn nhất tức là t min thì vận tốc phải lớn nhất, đúng không? Em muốn đi được thời gian ngắn nhất một quãng đường thì vận tốc phải lớn nhất, mà vận tốc lớn nhất thì sẽ ra s max. Đấy, cái này là cái rất là hay. Vậy tóm lại thời gian ngắn nhất là quãng đường lớn nhất, thời gian ngắn nhất thì sẽ là quãng đường lớn nhất. Đấy, vậy thì có là công thức là s max bằng 2a sin của omega delta t tất cả chia 2, được chưa? Đấy, đối chiếu rồi. Bây giờ thầy có là S max lên 16,2 nhỏ 2A thì cứ thay thôi. Chứ lớn 2A thì em thay vào là sai đấy nhá. Đấy, 16,2 bằng 2 nhân 10 nhân sin của pi trên delta t nhân delta t chia 2. Đấy, và rút được delta t. Cái này xíp xôn giải đoạn giác bình thường cũng được. Hệ ra đi an đi các em. Xấp xỉ 0,3 giây nhá. Đây. Các em cố gắng, các em phải xem đi xem lại, nếu không các em bật tốc độ chậm thầy để các em biết cái làm nhanh của cái phần này. Cái làm nhanh cái thầy nhẩm đi này, thầy nhẩm ra ngay là 10 bằng a trên 2 này. Ví dụ đây là pi trên 3 thì nó a căn 3 trên 2, thầy có 10 bằng a căn 3 trên 2. Ví dụ cái góc này em ra là pi trên 3 đúng không? Thì liên quan cân bằng vậy bấm sin nửa pi trên 3, sin nửa pi trên 3 bằng căn 3 trên 2, vậy thì có 10 bằng a căn 3 trên 2 luôn và ra được a. Đấy. Cứ góc thôi. Đấy, cách làm nhanh nhá, phải chú ý thầy cách làm nhanh của ví dụ 4. Chưa nhỉ? Rồi ví dụ 6. Ví dụ 6 thì có a 10 omega có a omega. Thời gian dài nhất đi được quãng đường 10,92, dài nhất là t max. Thời gian dài nhất tức là chuyển động chậm nhất thì v min thì dẫn s min. Đấy, thầy có như sau, đối chiếu điều kiện thầy có 10,92, rõ ràng ở đây là nó nhỏ hơn 2a bằng 20. Vậy cứ thế ốp thôi đúng không? Đấy.
ốp thôi vậy đấy có admin. Admin thì bằng gì? Bằng 2a nhân 1 trừ cos của delta phi trên 2. Đấy, admin phải thay vào đây, phải nhớ là nó phải thỏa mãn điều kiện này nhé, thỏa mãn một trong hai điều kiện này mới được. Đấy, 10,92 sẽ bằng là 2 nhân 10 nhân 1 trừ cos của 2pi nhân delta t cả chia 2 duyên delta t. Chưa? Đấy, t. Rồi, delta t nó không phải 35. Là C. 6 xong. Ví dụ 7, một vật rộng điều hòa với biên độ 10 chu kỳ khoảng 1 giây, thời gian dài nhất đi được quãng đường 10 cm. À, chúng ta nhớ lại là đây, đây có là 10 nhỏ 2a bằng 20, vậy cứ ốp thôi đúng không? Thời gian dài nhất là T gì? T max dài nhất thì chuyển động chậm nhất. Chậm nhất là V min thì ứng nghĩa min S là V nhân T. Nhá, phải tư duy hướng đấy. Phải tư duy hướng đấy. Được chưa nhỉ? Vậy thầy có luôn, thầy có luôn thời gian dài nhất, thầy có là S min đấy, thì bằng là 2A 1 trừ cos của omega delta t đến cả chia 2. S min của thầy bằng 10, 2A bằng 2 nhân 10, 1 trừ cos của chu kỳ đúng không? À, tính chưa, omega 2pi trên t, tức là mấy, 2pi chứ không phải 1, đẩy lên nó là 20pi, 20pi radian trên giây. Được chưa? Đấy, ra 20pi. Đấy nhỉ, rồi ok, 20 pi. Vậy chúng ta sẽ có là 1 trừ cos, 1 trừ cos của 20 pi nhân với là delta t chia cho 2 và rút được delta t 1/30 giây. Đáp số là D. Thật chưa? Ok. Đấy, chúng ta đã xử lý xong về cái phần 1 này. Vậy từ đầu này chúng ta đã làm đó là gì đây? Chúng ta đã làm là cái khoảng thời gian của nó là nhỏ hơn t trên 2 và quãng đường nhỏ hơn 2a. Bây giờ chúng ta sẽ gặp tiếp theo là trường hợp đấy, nó sẽ không còn dễ dàng như thế nữa. Vậy cụ thể là gì? Ghép sang cái phần 1.2. Đó là cái thời gian bây giờ nó lớn t trên 2. Mà nếu như nó cho thời gian lớn t 2 em làm gì? Em phải phân tích ra là n chu kỳ cộng với delta t. Được chưa? Phân tích ra. Đấy, phân tích ra n chu kỳ nhân 2 cộng delta t. Chúng ta nhớ thế này, đấy. Và ứng với lại n nhé, nhìn đây nhé. Đấy, và chúng ta chỉ được tìm max min khoảng thời gian này thôi. Khoảng thời gian dư bắt buộc nó phải nhỏ hơn t trên 2 và lớn hơn 0. Được chưa? Tại sao phân tích này? Vì nhớ là quãng đường đi được trong khoảng thời gian là n t trên 2 thì luôn là 2a. Đấy, nên là quãng đường lớn nhất nhỏ nhất thì do cái thằng delta t này quyết định này, do delta t quyết định. Đấy, vậy là nếu như em phân tích được thế này nhé, nếu như phân tích thế này thì quãng đường S max thì sẽ bằng là ứng vị nt trên 2 thì sẽ là n2a, còn lại thay cái delta t vào công thức tính S max. Được chưa? S max. Đấy, thay t vào tính công thức S max, thay vào đây S max. Đấy, nhớ S max là gì chưa? S max chính là 2a sin delta v trên 2 này. Đấy, đây này. Đấy. Vậy quãng đường tổng thể của nó sẽ phải là gì? Phải là n2a cộng 2a sin delta phi trên 2 nhé, chứ không phải kem không được quyền thay luôn cái delta t, kem không được quyền thay luôn cái delta t vào công thức là delta phi bằng omega delta t đâu nhé, không được quyền thay luôn mà đâu. Phải phân tích cái ra, phải nhớ là bắt buộc phải nhớ lại, phải phân tích, phải phân tích thời gian ra. Được chưa các? Phải nhớ này, thời gian ra nhé. Đấy, thời gian ra. Tiếp tục, nếu F min thì sao? F min thì nhớ là n t trên 2 cũng được, nó là 2a đây, 2a đây. Đấy, và cái delta t này chúng ta sẽ thay delta t vào F min đây, thay delta t vào F min. F min chính là 2a nhân 1 trừ cos delta phi trên 2, được chưa? Đấy. Delta t thay vào F min, F min chính là 2a nhân 1 trừ cos delta phi trên 2. Và chúng ta được ra được cũng được F min tổng thể. F min tổng thể trong trường hợp này nhá, ví dụ nó cho này đúng không? Đấy, nó cho này. F min khi đó là gì? F min khi đó là n2a cộng 2a 1 trừ cos delta phi trên 2. Trong đó delta phi bằng omega delta t, nhưng bắt buộc để dùng được cái này thì delta t nhắc lại, nhắc đi nhắc lại là nhỏ hơn t trên 2. Được chưa? Đấy, nhắc đi nhắc lại. Và trường đặc biệt này kém có thể nhớ, có thể không nhớ cũng cần. Đấy, trường hợp này thì có thể nhé, có thể nhớ, có thể nhớ làm nhanh hơn, không thì chứng minh tí một tí xong không cần đấy. Được chưa? Đấy. Và ví dụ 1, vật quãng đường vật đi được tối đa trong khoảng thời gian 5 t trên 3. À đấy, bây giờ chúng ta nhìn này, chúng ta nhẩm ngay là chúng ta đi 5/3. 5/3 được mấy? 5/3 thì nó là 0,1,66, nó lớn t trên 2, nó t trên 2 chỉ là 0,5 thôi. Đấy, phải nhớ đi, sau cái thời gian 5 t trên 3 này nó lớn hơn t trên 2.
Vậy các bạn phân tích ra cái 5t/3, phân tích ra thôi, 5t/3 thì nhẩm ra là mấy đây? 5t/3 nhé, các nhẩm các em tách thôi. 5t/3 cái này nhẩm tự nhẩm ra mà. 5t/3 thì trừ 5/3 - 1 này. 5/3 - 1. Đấy, thì nó sẽ thành là t cộng với là 2t/3. T cộng 2t/3. Vẫn còn dư đúng không? Thì cái nhẩm sẵn này ra. Đấy, bằng tiếp này. Đấy, sẽ bằng t cộng với t/2 cộng với t/mấy? 1/1/2 t/6. Và thì viết lại nhé, cuối cùng thì viết lại đây có phải là 3t/2, 3t/2 cộng t/6. Đấy, vậy tóm lại khoảng thời gian em phải phân tích như này mới chuẩn này, chưa? Đấy. Và các em nhìn đấy, các em nhìn có phải là nó giống ở trên này không? Nên nó hỏi là quãng đường vượt đi tối đa của Smax, vậy nó sẽ giống cái này đúng chưa? Đấy, phân tích này, n đây bằng 3 đúng không? Ta nhìn chưa, n đây bằng 3, đấy, nó giống kia. Đấy, n bằng 3 đúng không? Vậy bây giờ là quãng đường như sau, quãng đường Smax của thầy đúng không? Ở cái khoảng thời gian này, Smax của thầy. Smax bằng gì? Đấy, Smax bằng gì? Thì bây giờ ứng với khoảng thời gian là 3 chu kỳ/2 thì quãng đường sẽ là 3 × 2a. Và thay t/6 này vào công thức hiện tính Smax tức là 2a nhân sin của gì? Delta phi trên 2. Được nhỉ? Thì nhớ này, t/6 thì delta phi là mấy? Delta phi sẽ là 2π/6. 2π/6 là π/3. Và delta phi trên 2 thì có phải là π/6 không? Đúng chưa? Đấy, sin pi 6 bằng 1, sin pi 6 1/2. Vậy quãng đường nó sẽ phải là 6a cộng a là 7a chấm hết bài toán. Phải phân tích bài toán ra nhé, phân tích bài toán ra. T/6 là ứng với góc quét là 2π/6 1t/2π và là π/3 vậy em. Đấy đúng chưa? Delta phi π/3 vậy delta phi trên 2 phải là π/6. Vậy quãng đường sẽ phải là 3 × 2a cộng 2a sin pi 6. Sin pi 6 1/2 vậy quãng đường sẽ là 6a cộng a là 7a chấm hết. Rồi nhé, ví dụ 1 xong. Tiếp tục chúng ta vào cái phần ví dụ số 2. Trong khoảng thời gian 7/6 giây. Bây giờ ví dụ 2 bây giờ nó cho thời gian nó cho này đúng không? Vậy cũng phải nghĩ xem 7/6 giây này nó như thế nào chu kỳ, vậy tính ra thôi, chu kỳ thì bằng 2π/4π, 2π/4π là 0,5 giây, đúng chưa? Đấy, chu kỳ trên 2 là 0,25 giây, cái này nhẩm hết được. Đấy, và phân tích cái 7/6 ra nhìn nhỉ. Phải phân tích ra 7/6 giây chắc chắn một điều, 7/6 lớn hơn 1 mà chu kỳ trên 2 có 0,25 thôi đúng không? Vậy chắc chắn 7/6 phải phân tích ở t/2. Nhẩm nó thôi. 7/6 thì sẽ phân tích ra thành gì đây? 7/6 thì sẽ là thầy phân tích ra sẽ là 7/6 nhá, sẽ là 1 cộng 1/6. Đúng không? 1 cộng 1/6. 1 thì là mấy? 1 chính là 4 chu kỳ trên 2. Tận 4 chu kỳ trên 2. Đúng không? 1/6. 1/6 là chu kỳ trên mấy? Chu kỳ trên 2. 1/6 là chu kỳ trên mấy ạ các? Đấy. 1/6 chu kỳ trên mấy? Thế có là chu kỳ bằng 0,5 đúng không? 1/6 chính là chu kỳ trên 3. Em lấy là 1/6 này chia cho, em lấy là 1/6 chia cho 0,5 thôi. Biết ngay mà. Đấy, vậy tóm lại thì phân tích được thời gian này. Chúng ta phải phân tích ra nhé, phải phân tích làm sao mà cái lượng dư của nó phải nhỏ hơn t/2. Đây, cái thằng dư này bắt buộc phải nhỏ hơn t/2. Đấy. Phân tích đến khi nào nhỏ hơn t/2 thôi. Cái này gọi nhẩm thôi mà. Nó không có phương pháp gì cao siêu ở đây cả, nó chỉ có nhẩm thôi. Được chưa? Nhẩm thôi. Không biết tại sao t/3 đúng không? Thế nên cái 1/6 thì chia t ra được 1/3 gọi t/3. Thế nên 1/6 thì chia cho t, tức là 1/6 chia 0,5 ra được 1/3. Vậy khẳng định luôn 1/6 chính là t/3. Đấy. Vậy quãng đường bây giờ nó hỏi quãng đường nhỏ nhất. Quãng đường nhỏ nhất. Đây quãng đường 7/6 giây cũng S min. Đấy. Được chưa? Đấy, thì rõ ràng là cái thằng này chẳng có mắc min gì thằng này cả. Vậy là 4t/2 chứ là 4 × 2a. Mắc min gì ở t/3 đúng không? Đấy, thì quãng đường min sinh ra 2a nhân 1 trừ cos của delta phi trên 2. Được chưa? Đấy, thì có phải là t/3 thì góc quét là delta phi bằng mấy? Bằng 2π/3 đúng không? Đấy, và suy ra delta phi trên 2 bằng mấy? Delta phi trên 2 bằng π/3. π/3. Được chưa? Vậy ra được admin. Admin bằng mấy? 42 là 8a. 8a cộng với 2a nhân 1 trừ cos của π/3. Cos π/3 1/2. Vậy là nó phải là mấy a? Nó phải là 9a. Phải là 9a. A bằng mấy? A bằng 5, vậy 9 × 5. 9 × 5 45. Rồi tiếp tục ví dụ 3. Trong 2 giây quãng đường dài nhất đi được là 12 cm, hỏi tìm chu kỳ dao động. Có a là 4, có
A là 4, đúng chưa? A là 4. Trong 2 giây quãng đường đi được là 12 cm, phân tích cái 12 ra bây giờ thầy không thể so sánh 2 giây với chu kỳ được vì làm gì có chu kỳ đâu, đúng không? Vậy em phải so sánh cái 12 cm với A. Thì có 12 cm thì bằng 3A. 3A tách ra thành 2A cộng A. Cộng A, đúng không? Đấy. Trong 2 giây đi được quãng đường 12 cm, vậy là đây là quãng đường trong 2 giây thì đi được quãng đường dài nhất, vậy đây là Fmax. Đúng không? Phải ứng với khoảng thời gian, ứng với Fmax để khoảng thời gian này nó sẽ bằng. Thì 2A này thì nó chẳng có max min gì cái 2A này cả. 2A thì nó phải T trên 2. Đấy. Và các em hiểu bây giờ Fmax ở đây nó chính là nằm ở cái A này, đúng không? Đấy. Và từ này rút được delta delta T phải nhá, cộng vào được ra được delta T. Ok chưa? Đấy. Cái 2A chẳng có max min gì cả. Bây giờ thì thay cái A này vào Fmax, đúng không? Thay A vào Fmax vì nó cho quãng đường dài nhất mà. Vậy thì quãng A sẽ bằng là 2A sin của omega delta T trên 2. Ok chưa? Hoặc thầy viết như này cũng được nha. Nhìn thầy viết này, thầy chuyển, thầy chỉ xem cách làm nhanh. Chúng ta nên biết cách làm nhanh thì nó nhàn hơn. Đây, 2A sin của delta phi trên 2. Và suy ra là sin của delta phi trên 2 1/2. 1/2 tức là sin của phi trên 6. Sin phi trên 6. Và suy được delta phi trên 2 bằng phi trên 6. Suy được delta phi bằng phi trên 3. Delta phi bằng phi trên 3, phải nhớ là delta phi bằng phi trên 3, đúng không? Thầy đã khai giải cái chuyển đổi rồi. Cứ 2pi là 1t. Vậy bây giờ em nó không quen thì em viết này. Cứ 2pi là 1t. Vậy pi trên 3 thì ứng với thời gian là gì? X nhân chéo lên. Nhân chéo lên giúp được x. X là gì? X sẽ là t trên 6. Đúng không? Còn nếu nó làm quen rồi nhé, pi chuyển t có đôi mẫu, có hai cách, có hai cách để ra được t trên 6. Làm nhanh, pi chuyển t có đôi mẫu. Thầy chuyển, nghĩa là thầy đang chỉ các cách chuyển đổi từ góc quét sang cái chu kỳ. Còn nếu không em cứ ốp theo cái kiểu thủ công là gì? 2pi 1t, với pi trên 3 là x và nhân chéo lên, pi trên 3 nhân t bằng x trên 2pi, x bằng t trên 6. Được chưa? T trên 6. Đấy, t trên 2 cộng t trên 6. T trên 2 cộng t trên 6. T trên 2 cộng t trên 6. T trên 2 cộng T trên 6 và nó cho là 2 giây, đúng không? Khoảng thời gian, à sorry, nó cho khoảng thời gian là 2 giây rồi. Đấy. Tức là 2 sẽ bằng 1 T trên 2 cộng T trên 6. Và rút được T. Rút được T bằng 3 giây. Xong bài toán. Xong ví dụ 3. Xong ví dụ 3. Chúng ta đi vào ví dụ số 4. Một vật nhỏ dạng điều hòa biên độ là 4 cm. Thì nó là 4 cm. Trong khoảng thời gian dài nhất là 3,2 giây. Trong thời gian 3,2 giây thì quãng đường dài nhất là 18 cm. Hỏi trong 2,3 giây. Trong 3,2 giây quãng đường dài nhất là 18. Trong 2,3 giây quãng đường ngắn nhất là bao nhiêu? Hơi lắt léo, không có gì cả, thì sẽ giúp kem chinh phục bài này. Hơi lắt léo một tí thôi. Đấy. Bây giờ có A bằng 4. Trong 3,2 giây thì quãng đường dài nhất là 18 cm. Vậy bây giờ nhé, phân tích ý này trước, xử lý thằng này trước, đúng không? Thì có như sau, thì có 18 cm thì sẽ bằng là nghĩ ngay đến 16/2. Có biết tại sao thế không? 16 thì là 4A, 4A một chu kỳ cộng với mấy? Cộng với A trên 2. Đúng chưa? Đấy. Bây giờ quãng đường dài nhất mà, cái này là Fmax, đóng vào chỗ Fmax, đúng không? Cái này đóng vào chỗ Fmax này. Đấy. Sẽ bằng 4A cộng A trên 2. Mà ứng với Fmax thì khoảng thời gian thầy chính là bao nhiêu giây? Đó là 3,2 giây. 3,2 giây. Thì 4A là một chu kỳ. Một chu kỳ. A trên 2 xử lý thôi. Thay A trên 2 công thức Fmax, tức là A trên 2 sẽ bằng 2A sin của delta phi trên 2. Đúng không? Và thầy sẽ rút được cái gì đây? Thầy rút được là, rút tiếp này ra nhé. Rút tiếp này ra thì có sin của delta phi trên 2 bằng 1/2. 1/2 bằng sin của phi trên 6. Sin phi 6. Tức là thầy có delta phi trên 2, sin bằng sin, góc bằng góc, phi trên 6. Delta phi trên 2, delta phi bằng pi trên 3. Delta phi bằng pi trên 3 tức là thời gian là t trên 6. T trên 6. Đúng không? Phải hiểu là đây là t trên 6. Và rút được t, t bằng, rút được t. Đấy. Rút được t thôi, t. Chưa? Rút t sẽ là 3,2, để xem chu kỳ nó là bao nhiêu. 1 cộng với 1/6 là 7/6, đúng không? 3,2 mà chia cho 7/6
96/35. 96/35. Mười tám là 44, 16 cũng 12 đúng không? 16. Ba phẩy hai để thầy kiểm tra chút ra 3,2. Có 3,2 mình chia cho 1 cộng 1/6 chu kỳ là mấy? 2,74. Nó 2,74 giây. A trên 2 cũng đường dài nhất, là 2A sin theta phi trên 2. Tức là chết rồi, thì bị nhầm chỗ này đúng không? Bị nhầm chỗ này. 2A không phải là 1/2 đâu, bị nhầm chỗ này rồi. Thầy nhầm chỗ này, góc nó xấu mà, góc xấu, thầy đẹp này đẹp. Đây, bị nhầm chỗ này, ok. Nhìn thầy xử lý tiếp này nhé. Thầy có cái này là thầy có 2A bằng này đúng không? Vậy thầy có là sin của delta phi trên 2. Sin của delta phi trên 2 nó phải bằng 1/4. 1/4 đúng không? Sin delta phi trên 2 bằng 1/4. Đấy, 1/4. Và thầy biến đổi tiếp ra, thầy tìm được 1/4 thì xem nó sin của bao nhiêu radian nhé. Thầy để radian. Đấy, 4. Xíp sin của 1/4. Không phải 252. Nó là 0,252, tức là sin của 0,252. 0,252. Đấy, sin bằng sin thì góc bằng góc. Vậy thầy có là, được chưa, thầy có delta phi thì sẽ bằng là 0,252 nhân 2. Nhân 2 nó là 0,505. Delta phi thì 0,505536 radian. Được chưa? Đấy, 0,50536 radian. Đấy là góc, đúng không? Đây là góc. Thì thầy sẽ chuyển như sau. Nhìn thầy chuyển đây, thầy nháp đây, thầy có 2pi là một chu kỳ. 2pi một chu kỳ. Vậy là delta phi ở với x xem là chu kỳ trên mấy. Tức là 0,505, delta phi là 0,505 ấy. 0,505 chia cho 2pi. Chia cho 2pi. Đó là 0,08t. Thầy có x nó bằng 0,08 nhân chéo thôi. Thầy cứ thầy lấy là 0,505 nhân t chia 2pi, nó ra là 0,08. 0,08t. Vậy cái này là 0,08t. 8t. Và rút được t sẽ là 3,2 chia cho 1 cộng với answer. 3,2 chia cho 1 cộng 0,08. 2,96. Rồi ok, vậy thầy có chu kỳ 2,96, số hơi lẻ. 2,96 giây. Các em có hiểu cách làm gì ạ? À? Đấy. Nhá. Chuyển đổi thế thôi. Delta phi bằng 0,505 này, xong chuyển đổi thầy có như sau, và có cái này 2pi 1t và delta phi. 2pi là góc mà, cứ 2pi một chu kỳ. Vậy delta phi kia, delta phi kia thì ứng với thời gian là x, nhân chéo là rút được theo chu kỳ. Vậy thế này. Đấy này. Rồi bây giờ nó hỏi trong khoảng thời gian 2,3 giây thì quãng đường nhỏ nhất là bao nhiêu. Thì phân tích ra 2,3 giây để phân tích ra nhé. Thầy lấy cái màu khác. 2,3 giây gì này. 2,3 giây thì chu kỳ nó là 2,96 mà. Đấy, 2,3 giây thì bằng mấy? 2,3 giây. Đấy, thì chắc chắn nó sẽ không thể phân tích chu kỳ rồi. 2,3 giây sẽ bằng chu kỳ trên 2. Chu kỳ trên 2 là mấy? 2,96 chia 2 cộng dư mấy nhỉ? 2,3 giây em phân tích ra. 2,3 giây là lớn chu kỳ trên 2 thôi, phải phân tích có xuất hiện chu kỳ trên 2. Đấy, lấy là 2,3 mà trừ đi 2,96 chia 2. Trừ đi 2,96/2 thì ra được là 0,82. Với khoảng thời gian dư nó 0,82. Đấy, với quãng đường ngắn nhất tức là admin sẽ trong cái này. Đấy, tổng cái này sẽ có admin. Được chưa? Nhưng mà nhớ là t trên 2 chẳng có min, mua nhỉ, t trên 2 là 2a rồi. Và các em thay 0,82 và công thức tính admin là 2a nhân với là 1 trừ cos của là omega delta t trên 2. Trong đó 0,82 chính là delta t. Ok chưa? Phải thay bài toán. Đấy, 2a tức là 2 nhân 4 là 2 nhân 4 cộng với 2 nhân 4 2 nhân 4. Đấy, 1 trừ cos của omega. Omega thôi thì nó lẻ thì tính ra ngoài luôn nhé. Delta t tất cả chia 2 được chưa nhỉ? Đấy, lẻ tính ra ngoài luôn. Sấp xỉ 10,8 cm. Sấp xỉ
D. Được chưa? Rồi. Ví dụ số 5. Một vật dao động điều hòa biên độ 4 cm trong thời gian 3,2 giây, quãng đường ngắn nhất mà vật được là 18 cm trong thời gian 3,2 giây. Nó ngược kìa. Nó ngược cái kia đúng không? Nó ngược cái kia rồi. Trong 3,2 giây quãng đường ngắn nhất đi được 18 cm, phân tích ra 18 cm thì sẽ bằng là 4a cộng với là a trên 2. Đúng không? Đấy. Và 3,2 giây 4a là một chu kỳ, a trên 2 vì là quãng đường ngắn nhất với a trên 2 sẽ phải ốp vào công thức tính admin thì bằng 2a nhân 1 trừ cos của delta phi tất cả trên 2. Ok chưa? Delta phi trên 2. Đấy, và rút ra được. Rút được nhá, vậy nó sẽ là 1/2 chia 2 với cho a và 1/4, 1/4 sẽ bằng 1 trừ đi cos của delta phi trên 2. Và cos delta phi trên 2 sẽ bằng là 3/4 cos delta phi trên 2 bằng 3/4. Cos của delta phi trên 2 bằng 3/4. 3/4, đúng không? Thì lại chỉ các em cách làm như sau, cách làm như sau nhé. Bây giờ tìm một góc luôn đúng không? Tìm một góc. Thì shift cos của 3/4. Shift cos của là 3/4. Đấy. Nó là 0,722. Thì có delta phi trên 2 sẽ bằng là 0,722. Và rút được delta phi thì sẽ là 0,722 nhân 2 thì nó là 1,4454 radian. Thì cách chuyển đổi như sau, có 2pi là một chu kỳ. Bây giờ muốn góc này đúng không? Muốn cái thằng delta phi giống bài kia mà, thì ứng với x và rút x xem là bao nhiêu chu kỳ. Các em đừng làm tròn, các em cứ để nguyên trong máy tính là 1,445468496 đấy. Đấy, em nhân chéo lên, em lấy cái góc delta phi là 1,4454 này nhân t. Nhân t nhá, rồi chia 2pi. Chia cho 2pi. Pi. Rút ra được x sẽ là 0,23. 0,23 chu kỳ. Và cái này ứng lên 0,23 chu kỳ. Đây. Và rút được chu kỳ. Chu kỳ sẽ bằng là 3,2 chia cho 1 cộng 2,6. Chu kỳ là 2,6 giây. Chu kỳ là 2,6 giây. Nó là 2,615 cơ. Thôi để làm tròn, thôi làm tròn được nhé. 2,615 được chưa? Đấy. Bây giờ nó hỏi 2,3 giây đi quãng đường dài nhất như thế nào? Thì nhìn này, 2,3 giây chắc chắn một điều phân tích được t trên 2. Còn dư mấy? 2,3 lớn t trên 2 mà. Nó cho thời gian thì em phải nhớ là phải so sánh, nó bắt buộc nhỏ t trên 2 còn lớn t trên 2 phải phân tích ra. Được chưa? Cái 2,3 giây lớn t trên 2 vậy thể phân tích là trong 2,3 giây phải có t trên 2. Đấy. 2,3 mà trừ đi 2,6/2 là 1. Là 1 giây cộng 1 giây. Ok. Sấp xỉ đã. Ở đây thì làm tròn đúng không? Nó sấp xỉ 1 giây. Ok. Làm tròn chứ nó là 0,99. Tròn. Đấy. Vậy nó hỏi là quãng đường dài nhất. Quãng đường dài nhất là Fmax. Fmax thì rõ ràng cái này là 2a. Mà sẽ ốp cái 1 giây này vào công thức tính Fmax. Đúng không? Ốp vào công thức tính Fmax. Hiểu vấn đề không nhỉ? Sẽ là 2a nhân sin của omega delta t tất cả chia 2. Đấy. A có rồi, a bằng 4. Và delta t ở thầy là, nhớ là delta t ở thầy bằng 1 giây. 1 giây. Ok chưa? Delta t ở thầy bằng 1 giây. Đấy. Và ra được nó là 10, sấp xỉ 15,5 cm. 15,5 cm. Ok, 15 là a. À, ví dụ 5 là a. Ví dụ 5 là A nhá. Tiếp tục. Chúng ta đi sang đến ví dụ số 6. Một chất điểm dao động điều hòa biên độ là 6 cm, trong khoảng thời gian 1 giây thì quãng đường nhỏ nhất vật có thể đi được là 18. Tốc độ tại thời điểm kết thúc quãng đường. Tốc độ tại thời điểm kết thúc quãng đường. Rồi, một chất điểm dao động điều hòa biên độ là 6 và A bằng 6, trong khoảng thời gian 1 giây quãng đường là 18, vậy phải phân tích cái quãng đường này ra. Vậy bao giờ trong đầu chúng ta so sánh 2a ở lớn 2a rồi, thậm chí cái này nó là 3a. Đúng không? Để phân tích là 2a cộng a. Đấy. Cho thời gian, cho thời gian thì phải phân tích, phải so sánh với t trên 2, cho quãng đường so sánh với 2a. Nhưng mà rõ ràng nó cho 1 giây nhưng làm sao so sánh được với t trên 2 vì làm gì có t đâu. Nhưng mà chắc chắn nó cho cái 18 cm thì so sánh được với 2a vì nó có a rồi. Có hiểu không nhỉ?
Đấy, phải nhớ là cho quãng đường phân tích so sánh với 2A, cho thời gian so sánh với T trên 2. Đấy. Rồi, và bây giờ nhé, trong thời gian 1 giây vậy, ứng cái này nó là 1 giây. Thời gian đi được 1 giây, đúng không? 1 giây. Đấy. Thì quãng đường nhỏ nhất là 18. Quãng đường là 18, thời gian là 1 giây. Ok. Đấy, thì 2A thì ứng với là T trên 2. Và vì là quãng đường nhỏ nhất, đúng không? Vậy A này sẽ tính theo quãng đường nhỏ nhất là tính theo admin, công thức tính admin. Đấy. Tức là thầy có là A sẽ bằng là 2A nhân 1 trừ cos của delta phi trên 2. Đấy. Và rút ra được đó là cos của delta phi trên 2 thì nó sẽ bằng là 1/2. Cos delta phi trên 2 là 1/2. Được chưa? 1/2. Và đây là cos của phi trên 3. Cos phi trên 3. Thế delta phi sẽ bằng 2 phi trên 3. Và ứng với thời gian, ứng với thời gian của quét cái góc 2 phi trên 3 là thời gian là t trên 3. Đấy. Vậy thời gian là t trên 3 cộng vào. Vậy thầy rút được chu kỳ thì sẽ bằng 1,2 giây. 2 giây. Đấy, được chưa nhỉ? 2 giây. Nó hỏi là tính tốc độ khi vật kết thúc quãng đường, tốc độ tư duy theo hướng như này này. V sẽ bằng là cộng trừ omega căn bậc 2 của a bình trừ x bình. Nó hỏi tốc độ, nếu hỏi tốc độ thì bỏ dấu trừ, tốc độ nó chỉ có dương, được chưa? Bỏ dấu trừ. Nhá. Tốc độ bỏ dấu trừ, chú ý thấy cái này. Đấy. Tốc độ tại thời điểm kết thúc quãng đường thì bây giờ rồi. Vậy phải tìm gì? Omega qua rồi, a rồi, tìm x. Vấn đề tìm x nó bằng bao nhiêu? Đúng không? Tìm x nó bằng bao nhiêu? Trong 1 giây quãng đường nhỏ nhất vật có thể đi là 18 cm. Rồi quãng đường nhỏ nhất có thể là bao nhiêu? Thì chúng ta thể kẻ trục ra để ta hiểu bản chất bài toán đây. Quãng đường nhỏ nhất có thể đi thì nó phải đi xung quanh biên. Nó phải đi xung quanh biên, đấy là điều chắc chắn. Được chưa? Chắc chắn. Đây, đây là vị trí cân bằng, đây là vị trí biên. Dương, đây là vị trí biên âm. Chúng ta phân tích được như là trong 1 giây đi được quãng đường 18 thì sẽ bằng 2A cộng A. Thì rõ ràng ở đây là quãng đường nhỏ nhất, đúng không? Quãng đường nhỏ nhất thì các bạn tư duy này, nhỏ nhất thì nó phải chuyển động xung quanh biên. Xung quanh biên. Vậy quãng đường, tức là nó sẽ phải đi được một quãng đường là A xung quanh biên. Đấy, do tính chất đối xứng thì quãng đường A sẽ chia thành hai cái. Đầu tiên là từ A trên 2 biên âm được, từ A trên 2 đến A. Đấy, sau đó trở về từ A đến A trên 2. Đấy, thì rõ ràng xung quanh biên đây nó thỏa mãn điều kiện là admin sẽ bằng nào? Admin bằng A. Đấy. Nhớ nhé, muốn cho quãng đường 18 cm là nhỏ nhất, thực chất là quãng đường nhỏ nhất là 18 cm, đúng không? Thì 18 cm phân tích thành 3A, 3 thì 2A cộng A. Trong toán nó giống như là cái lượng giác tuần hoàn đôi K2pi đấy. Và chúng ta không cần để ý 2A gì cả. Vậy thực chất ở đây quãng đường nhỏ nhất nó là A thôi. Và chúng ta đã chuyển động cho xung quanh biên quãng đường là A do tính đối xứng. Đấy, nên là quãng đường A để phân tích thành nó sẽ là từ A trên 2 đến A và từ A về A trên 2. Được chưa? Đấy. Vậy tóm lại nó hỏi là tốc độ kết thúc quãng đường thì em nhìn này, giả sử nhé. Đấy, giả sử này, quãng đường nó đi thế này, đúng không? Kết thúc quãng đường nó sẽ ở vị trí này. Nó sẽ ở một trong hai vị trí này. Đấy, một trong hai vị trí này. Nó sẽ vị trí A trên 2. A trên 2 chiều dương hay chiều âm thôi. Đấy. A trên 2 chiều dương chiều âm thôi, vậy thay A trên 2 vào đây. Nó chỉ vấn đề A trên 2 chiều dương chiều âm thôi. Tương tự em làm ở đây thì sẽ ra được x bằng trừ A trên 2. Có hai trường hợp, đúng không? Các em hiểu là quãng đường nhỏ nhất xung quanh biên và quãng đường lớn nhất xung quanh cân bằng. Đấy. Và chúng ta được admin bằng A. Admin bằng A tức là nó sẽ chuyển động là từ A trên 2 đến A và từ A về A trên 2. Hoặc em làm biết âm thế. Vậy nó ra là x sẽ bằng cộng trừ A trên 2. Làm hai trường hợp cộng trừ A trên 2. Đấy. Và thay vào đây thì V sẽ bằng gì? V sẽ bằng, suy ra V tốc độ nhé. Tốc độ chỉ đối của V. Đấy, sẽ bằng omega nhân A trên căn 2. A trên căn 2. Được chưa? Omega. Đâu nhỉ? A 1 trừ 1 phần 4 nhập căn 3 trên 2, căn 3 trên 2 nhầm, căn 3 trên 2. 1 trừ 1 phần 4 là 3 phần 4. Câu này hơi khó đấy, phải suy luận đấy. Có người chúng ta được hiểu bản chất con này. Đấy, nếu là 27,2. Đấy. Phải suy luận con này đấy. Nhé. Rồi, tiếp tục. Câu số 8.
Một vật rộng điều hòa biên độ A chu kỳ T, thời gian dài nhất để đi được quãng đường là 7A. Thời gian dài nhất là T max. T max tư duy rồi, dài nhất thì phải chuyển động chậm nhất. Chậm nhất là V min, V min đứng F min. Min. Nhưng mà không thể ốp ngay cái 7A với F min được. Phải so sánh 7A với 2A, 7A lớn 2A, 7A tích thành 4A cộng 2A cộng A. Đúng không? Đấy. Và ứng với cái này nó hỏi T max. Đấy. Thì 4A T max cái gì, nó là chu kỳ. Cái này chu kỳ trên 2. Đúng không? Và xử lý thằng này sẽ thay vào công thức F min. Đấy. A sẽ bằng là 2A nhân 1 trừ cos của delta phi trên 2. Và rút được, làm nhanh nhé, có phải cos delta phi trên 2 tự rút ra được lên 1/2. 1/2 là cos của pi trên 3. Cos pi trên 3 tức là delta phi. Delta phi sẽ bằng 2 pi trên 3. Góc quét 2 pi trên 3 khoảng thời gian sẽ phải là t trên 3. 2 pi là 1 t và đây là t trên 3. Được chưa? T trên 3. Vậy cộng hết vào, cộng hết vào nó là 11 t trên 6. 11 t trên 6 sao? C trên 6. Tiếp tục, một chất điểm rộng điều hòa biên độ A, một chất điểm rộng điều hòa biên độ A, thời gian dài nhất để đi được quãng đường, thời gian nhất này để đi được quãng đường là 2011A. Nghe có sợ không? Đấy. Nếu mà em là không quen là bây giờ 2011A phân tích làm sao, đúng không? Đấy. 9 bây giờ phân tích như sau nhé. 2011A, 2011A ta sẽ phân tích ra thôi, phân tích theo chu kỳ hoặc chu kỳ trên 2 cũng được. Đấy. 2011A thì phải nghĩ ngay nó sẽ bằng gấp mấy lần 2A. 2011A thì sẽ là 1005 nhân 2A, tức là 2010 đấy, cộng A. Đấy. Thời gian dài nhất là T max. T max thì ứng với là T max là chậm nhé, phải thời gian lâu thì chậm. Đấy. Là V min. V min ứng F min. Cái phải phân tích ra 2A thôi, em lấy 2011 chia 2A là biết ngay mà. Một cái mẹo là gì đây? Cái thầy chỉ nhá. Cái số to này rất đơn giản thôi, lấy là cái 2011 này chia cho 2. Cái mẹo này làm bài này. Lấy 2011A chia 2 thì nó ra được là 1005,5. Và suy ra em lấy phần nguyên thôi, vậy tách ra này. Đấy, và suy ra là 2011A sẽ bằng 1005 nhân 2 cộng A. Hiểu chưa nhỉ? Đấy. Và thời gian dài nhất đi được quãng đường này, thời gian dài nhất quãng đường này đúng không? Thời gian dài nhất là S min, vậy cái này nó S min. S min. Và cái này nó sẽ là 1005 nhân với chu kỳ trên 2 và min mung thì ở cái thằng này. Thằng này sẽ bằng là 2A 1 cos delta phi trên 2. Được chưa? Và rút được delta phi sẽ bằng 2 pi trên 3. Pi trên 3. Đúng không? Và rút được là khoảng thời gian sẽ bằng là t trên 3. T trên 3 thế vào đây. Làm nhanh cái kia nhé, quen rồi. Được chưa? Đấy. À, cái này phải là delta t, nhầm. Cái này nó phải là delta t. Được chưa nhỉ? Cái này phải delta t. Delta t. Đấy. Cái này nó phải là delta t. Và nó sẽ delta t thì nó sẽ ra được là 3017 phần 6t, thì t là 1 trên f mà sẽ là 3017. Nó sẽ là 3017 trên 6F. Thực chất là T đảo đây nhé. T 1 trên F mà. Vậy xong, chúng ta đã xong về quãng đường mắc min. Chúng ta xong về quãng đường mắc min. Được chưa? Đấy, xong quãng đường mắc min. Chúng ta đến cái phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay. Đó là tính quãng đường tổng thể. Bây giờ người ta cho một quãng đường đi thời gian từ T1, T2 bất kỳ nhé, phương pháp chung thế này, là chúng ta sẽ phân tích cái khoảng thời gian ra khoảng thời gian một thời điểm cuối thời điểm đầu bằng n chu kỳ cộng delta t. Đấy. Có nhiều cách lắm, nhưng mà để cho các em dễ hiểu đi, dễ hiểu thì thầy chọn cách này đi. Thực chất em viết thế này cũng được, có viết thế này cũng được, nhưng mà thầy sẽ làm cách ở dưới đi. Thầy làm cách này nhé, thầy làm cái này cho các em, cách hai, cái này tổng quát nhất. Cái này các em sẽ lấy cái khoảng thời gian đó, em mình phân tích theo chu kỳ trên 2 và thời gian dư. Thời gian dư bắt buộc phải nhớ thời gian dư nhé. Cái thời gian dư của các em là phải nhỏ hơn t trên 2. Đấy, nhỏ hơn t trên 2. Nhớ thời gian delta t phải nhỏ hơn t trên 2.
Đấy, được chưa nhỉ? Đấy, phân tích ra. Nó có nhiều chữ lắm nhưng mà thì thầy chỉ cái phần tổng quát thôi, đầu tiên phân tích ra. Được chưa? Đấy, thì ứng cái này, cái MT trên 2 là một quãng đường M2A và cái này sẽ là quãng đường đi thêm. Đấy, quãng đường đi thêm, vấn đề là bây giờ người ta tìm quãng đường đi thêm thôi. Hiểu không nhỉ? Chúng ta chú ý vào cách này nhé, chú ý vào cái đường khung nhé. Đấy, tìm quãng đường đi thêm thì có 3 cách. Một là dùng trục thời gian, tức là dùng kẻ đoạn thẳng đấy, biên dương biên âm. Cách thứ hai là vòng tròn lượng giác. Cách thứ ba là tích phân. Tích phân, 3 cách. Nhưng mà các em học toán là các em chưa tích phân thì khả năng thầy không dẫn đến đấy. Hoặc tùy nhé, tùy vì các em có thể là sau này các em có thể xem lại. Đấy, tùy từng bài. Chưa? Có 3 cách. Khó nhất là cái thằng ép thêm này. Một dùng trục thời gian, hai trục thời gian nghĩa là bản chất giọng điều hòa là chuyển động trên đoạn thẳng này. Đấy. Biên dương biên âm cân bằng này. Cái thứ hai là chuyển động giác, cái thứ ba là tích phân. Tích phân là máy tính đấy, cái làm nhanh đấy. Đây, ở đây thầy có hướng dẫn này. Các em cần file đấy thì các em xem ở phía dưới video. Và để hiểu hơn nhé, nó rất là dài dòng phức tạp, để hiểu hơn thì đến bài cụ thể để chỉ luôn. Được em? Đấy. Ví dụ thế này, ví dụ 1 đi. Chúng ta làm luôn ví dụ 1. Một vật giọng điều hòa dọc theo trục x cái phương trình như này. Đúng không? Nó hỏi quãng đường đi được trong khoảng thời gian từ 13/6 đến 23/6. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào đây? Chúng ta sẽ làm đó là đầu tiên là chúng ta tìm khoảng thời gian. Khoảng thời gian sẽ là 23/6 trừ đi 13/6. Khoảng thời gian. Đấy. Khoảng thời gian thì khoảng thời gian sẽ là lẻ 23 là đâu nhỉ? 23 nó đây. Nó phải là 10/6. 10/6. Nó sẽ là 10/6. 10/6 5/3. 5/3 đây. Đầu tiên phân tích này. Sau đó tính tiếp chu kỳ trên 2 ra, tính chu kỳ trên 2 ra. Thì có chu kỳ thì bằng 2π trên 4π bằng 0,5 giây. Đấy. Thì có chu kỳ trên 2 thì bằng 0,25 giây. Chưa? Chu kỳ này 0,25 giây. Đấy. Và các em làm thao tác là gì đây? Nhá, bây giờ làm thao tác là gì đây? Phân tích thì ra. Thì phân tích ra cho em. Thì phân tích là cái 5/3 giây. Phân tích cái 5/3 giây này xuất hiện chu kỳ trên 2 nhé. Chắc chắn 5/3 lớn hơn chu kỳ trên 2 đúng không? Xem nó là mấy chu kỳ trên 2. 5/3 nó là 3,33. Nó phải 3,33 đúng không? Đấy. Vậy là cái này nó phải là 6 chu kỳ trên 2. 6 chu kỳ trên 2 cộng mấy đây? Đấy. Nhìn nhé, cái này phải nhẩm thôi. Thế đến 5/3 thì từ thế 5/3 này thì trừ đi 6 chu kỳ trên 2 thì trừ đi 6 nhân với 0,25 là 1/6, sẽ dư 1/6 giây. Nó sẽ dư 1/6 giây. Đấy, bước 1 tính khoảng thời gian, bước 2 tính chu kỳ trên 2 ra, bước 3 phân tích cái khoảng thời gian theo chu kỳ trên 2. Được chưa? Đấy, vậy quãng đường ứng với 5/3 giây thì quãng đường là S nhé. Thì sẽ bằng là 6 x 2a. 6 x 2a. Chưa? 1/6. 1/6 này nhưng vẫn lớn hơn, nó phải là 7 x 2a. Từ từ để thì phân tích này. 1/6. 1 chia 6 là 0,16. À, nhỏ hơn rồi. Cái lượng dư phải nhớ là cái khoảng thời gian 1/6 giây này nó phải nhỏ hơn t trên 2 nhá, rồi nhá, đúng không? Đấy. Và cộng với quãng đường S này gọi S thêm. S thêm. Đấy. Vấn đề bây giờ khó nhất bài toán tính S thêm thôi. Thì xử lý làm sao? Thầy chỉ các cái này thì vẽ đường tròn ra. Vẽ đường tròn ra. Nhìn nhá, bây giờ thế này này, đây này a này, đây này trừ a này, thì phân tích cái này đi nhá, nhớ là nó luôn, luôn chuyển động ngược chiều kim đồng hồ đúng không? Đấy, bây giờ các em phải đặt câu hỏi là 13/6 giây nó đang ở đâu đúng không? 13/6 giây vì là thầy không cần cái pha ban đầu trong cái bài này, vì nó hỏi là quãng đường đi được từ thời điểm 13/6 giây đến 23/6 giây, vậy thầy chỉ cần nhé, vậy quãng đường quan trọng nhất là thời điểm ban đầu các em ạ, quan trọng nhất thời điểm ban đầu. Đấy, 13/6 giây ở đâu? Muốn biết 13/6 giây ở đâu nhá thì thầy sẽ xét cái pha, để xét cái pha dao động, xét cái pha. Pha ở thời điểm 13/6 giây. Đấy, pha nó sẽ bằng gì? Bằng 4π, pha là cái bên trong cốt 14
4pi nhân 13 phần 6 trừ đi pi trên 3. Đấy là pha. Đấy sẽ là pha. Quan trọng nhất là pha thôi. Quan trọng nhất là pha. Thì nó sẽ ra được như này, nó sẽ ra được đó là 4 nhân với 13 phần 6 4 nhân với 13 phần 6 trừ đi 1 phần 3 4 nhân với 13 phần 6 trừ đi 1 phần 3 25 pi trên 3 nó là 25 pi trên 3 25 pi trên 3 để nghĩ đến 24 pi trên 3 24 pi trên 3 tức là mấy 24 nó sẽ là 8pi cộng với mấy? Cộng pi trên 3. Có phải tách nhà này không? Đấy, 8pi là 4 nhân 2pi cộng pi trên 3. Trong lượng giác ta biết là cái đuôi 2pi là đuôi tuần hoàn, nó không quan trọng, nó sự lặp lại thôi. Vậy bây giờ quan trọng nhất là cái thời điểm 13 phần 6 giây đúng không? Thì thầy có là đang nó đang pha, nó đang pi trên 3. Cái bỏ cái 8pi đi, cái K2pi bỏ đi mà. Đấy là pi trên 3 nó nằm ở đâu? Pi trên 3 sẽ nằm chỗ này. Pi trên 3 nó nằm ở góc phần tư thứ. Thứ mấy? Thứ nhất 3 đây. Đấy. Được chưa? Cái đuôi 2pi không quan trọng đâu nhá. Phải đuôi 2pi không quan trọng đâu. Không để ý cái lên gì cả. Đấy. Nhá, vậy thời điểm 13 phần 6 giây nó ở chỗ này. Các em ơi, thời điểm 13 phần 6 giây nó ở chỗ này. 3 phần 6 giây nó ở chỗ này. Đấy. Và góc này nó là góc pi trên 3. Được chưa? Còn muốn biết đi độ là bao nhiêu đúng không? Các em có thể thay, các em phải thay luôn cái 25 pi trên 3 vào đây cũng được, hoặc em thay pi trên 3 được vì nó tuần hoàn. Nó tuần hoàn đúng không? Em thay 25 pi trên 3, pi trên 3 chả khác gì nhau cả. Nó tuần hoàn ra 3 cos pi trên 3, 3 cos pi trên 3 thì nó là mấy nhỉ? 3 cos pi trên 3 thì nó là 1,5. 5. Chiều âm, đúng chưa? 13 6 giây ở đây. Bây giờ thầy phân tích em thế này này. Đúng không? Thời điểm 13 phần 6 giây ở đây. Đúng chưa? Và từ 13 phần 6 giây đến 23 phần 6 giây thì khoảng thời gian là 5 phần 3 giây. Khoảng thời gian là 5 phần 3 giây thì sẽ là 6 t trên 2 cộng 1 phần 6 giây. Thì phân tích cho em từng cái một nha. 6 t trên 2. 6 t trên 2 thì nó là 6 nửa vòng tròn. Hay hiểu đơn giản thế này đi. 6 t trên 2 thì chính là 3T. Vậy 3T là 3 vòng tròn. 3 vòng tròn lại về đúng cái điểm 13 phần 6 giây này. Đúng không? Đấy, nó đi được 6T trên 2 thì chắc là 3T là 3 vòng tròn thôi. Mà 3 vòng tròn thì lại về đúng cái điểm xuất phát của nó là 13 phần 6 giây. Và bây giờ từ 13 phần 6 giây nó lại đi thêm một khoảng thời gian là 1 phần 6 giây. Mà trong vòng tròn ấy thì khoảng thời gian 1 phần 6 giây thì ứng với góc quét. Ứng với góc quét là delta phi bằng omega delta t. Đấy, omega là 4pi, 4pi nhân 1 phần 6, 4pi nhân 1 phần 6 thì nó phải là mấy? Nó sẽ phải là 2pi trên 3. Tức là từ đây nó lại quét là có 2pi trên 3. 2 pi trên 3. Thì ta biết là đây là pi trên 6. Đây là pi trên 2. Vừa đủ 2 pi trên 3 chưa? Đấy, vậy nó đến đây kết thúc ở chỗ này. Có hiểu không nhỉ? Quan trọng nhất của bài toán quãng đường là gì? Em chỉ cần biết là ban đầu nó ở đâu. Là được, chỉ cần ban đầu ở đâu thôi. Còn yên tâm là kiểu gì kết thúc tìm dễ, mà thầy không cần để ý thời điểm kết thúc ở đâu vì thầy sẽ thông qua góc quét là biết thời điểm kết thúc. Thông qua góc quét biết thời điểm kết thúc. Đấy, thì nhắc lại này, 5 phần 3 giây thì phân tích tình là 6t trên 2 cộng 1 phần 6, 6t trên 2 là 3t. 6 t 2 là 3 t được chưa? Đấy, 3 t là 3 chu kỳ, vậy ban đầu tức là 13 phần 6 ở đây, vậy sau 3 chu kỳ là 3 vòng lại về đúng ở đây. Và nó phải đi thêm 1 phần 6 giây nữa để nó kết thúc cái chu trình này. Đấy, mà 1 phần 6 giây thì ứng góc quét là delta phi. Delta phi thì là omega delta t. Omega là 4 pi, delta t là 1 phần 6, vậy góc quét là 2 pi trên 3. Và đây là pi trên 6, nó đi ngược chiều kim đồng hồ đúng không? Đấy, thì có vẻ 2 pi trên 3 thì vượt đến đây là đủ không? Đấy. Và nhìn nhá, bây giờ vấn đề là quãng đường của 1 phần 6 giây, quãng đường ép thêm. Đúng chưa? Ép thêm chính là quãng đường của góc 2 pi trên 3 này. Thì nhìn này, nó đi này, nó đi từ 13 phần 6, em hạ hình chiếu đây. Đấy, 13 phần 6 đúng không? 13 phần 6, đấy. Thì rõ ràng là cái đoạn này, quãng đường này, quãng đường sẽ là đoạn này. Đấy. Đúng chưa? Ban đầu ở đây, 13 phần 6 chỗ này em gióng xuống hình chiếu đây. Đến cân bằng, em gióng hình chiếu đây, về quãng đường đoạn này. Sau đó, từ cân bằng đến đây thì quãng đường chính là đoạn này. Tức là em chỉ cần lấy điểm đầu, điểm cuối, em nối vào em ra được quãng đường đi. Em lấy điểm đầu, em tìm hình chiếu điểm đầu, tìm hình chiếu điểm cuối. Được chưa? Thì em sẽ ra được quãng đường nó đi. 13 phần 6 giây ở đây, tìm được hình chiếu nó ở đây. Cân bằng ở đây, tìm hình chiếu ở đây. Em nối vào được quãng đường từ 13 phần 6 đến cân bằng. Tiếp, từ cân bằng về biên âm. Đúng không? Từ cân bằng về biên âm, cân bằng đây, hình chiếu đây.
biết đâu mình chiếu đây em nối vào được quãng đường, và quãng đường chắc chắn là a. Cái này là gì nhỉ? Cái này sẽ phải là quãng đường nó phải là a cốt pin 3, tức là a trên 2. A cộng a trên 2 nó là 3a trên 2. Đấy. Về quãng đường tổng thể, quãng đường tổng thể ở đây nó chính là 40,5 cm. Được chưa? Đấy. Phương pháp tìm quãng đường là như vậy. Thầy làm thêm cho một số ví dụ nữa. Ví dụ 2. Một vật rộng điều hòa dọc theo trục x với phương trình là 2 cos 4 pi t trừ pi nhân 3. Quãng đường đi được từ 1/12 giây đến 2 giây. Quãng đường đi được từ 1/12 giây đến 2 giây. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ tính chu kỳ ra. Chu kỳ thì sẽ là 2π/4π. Tiếp, chu kỳ trên 2 thì sẽ bằng 0,25 giây. Khoảng thời gian thì sẽ là T2-T1. Vậy sẽ là 2-1/12. Có lẻ lắm không nhỉ? 2-1/12. 2-1/12, khoảng thời gian sẽ 2-1/12. 2-1/12 sẽ là 2/3/12. Khoảng thời gian đó là 2/3/12 giây. Nhẩm nhá, nhẩm xem nó sắp xỉ bao nhiêu. Nó là 1,91. 1,91 nó lớn hơn T trên 2. T trên 2. Đúng chưa, nó lớn hơn T trên 2. Nó suýt soát, suýt soát có 4T. Nhưng chưa được 4T, 4T tốt quá đúng không? 4T, nếu mà phân tích được cái này là 4T, vậy là 1T là 4A, 4T là 4×4A là 16A luôn. 1,91 này, em lấy 1,91 này. Cách làm như sau này. Delta T, em chia T trên 2. Đấy. Nó ra được là 2/3/3, tức là 7,66. 7,66. Được chưa? Vậy từ đó phân tích được delta T sẽ là 7T trên 2. Cách làm ấy, phân tích ra nhá. Chú ý, đây trình bày chi tiết từng bước một. Đây, 7T trên 2. Và cộng lượng dư đúng không? Lượng dư thì em sẽ lấy bao nhiêu? Em sẽ lấy là 1,91. 2,3, tức là em lấy là 2/3/12. Delta T chính là 2/3/12 này. 2/3/12 em trừ đi 7T trên 2, tức là trừ đi 7 nhân với là 0,25. Ra lượng dư, lượng dư 1/6 giây. Được chưa? Từ 1/6 giây. Vậy quãng đường là S. Cái này sẽ là 7 × 2A. Và cái này sẽ là S thêm. Thêm. Ok chưa? Đấy, cái này sẽ là S thêm. S thêm. Thì bây giờ thầy sẽ chỉ cho các em một cách nữa. Xem là có nên chỉ cách này. Cái này là trong toán em chưa học. Thực chất trong toán em chưa học cách này. Các em toán em chưa học. Các em có thể dùng đường tròn được. Để thầy xem nào. 1/6 giây. Hay bài này dùng đường tròn cách nữa thôi. Bài thầy dùng tích phân cơ. Nhưng mà thôi dùng đường tròn vậy. Đằng nào cũng thế đi. Đường tròn nhé. Đường tròn có thể. Đường tròn thì tất cả đều hiểu cả. Tích phân kia các em chưa học toán. Mà các em xem phần này ngay thì các em sẽ không hiểu gì cả. Tích phân sẽ nhanh hơn. Dùng máy tính nhanh hơn. Để dịp khác. Đấy, nhìn này, phân tích này, đây là A, đây là trừ A, được chưa, trừ A. Vấn đề bây giờ, như vậy trước, chỉ cần để ý là 1/12 nó ở đâu. Muốn biết 1/12 ở đâu thì thay vào đây thành lấy cái pha tại thời điểm 1/12 giây. Sẽ bằng 4π nhân 1/12 trừ pi trên 3. Được chưa? Bốn nhân đi 1/12 trừ đi 1/3. Nó là không à? Ồ, nó là không. 4 × 1/12 trừ 1/3. Nó là không. Nó không, tức là 1/12 giây nó ở chỗ này các em ơi. 1/12 giây nó ở chỗ này, càng đẹp chứ vấn đề gì đâu. Nó không, 1/12 giây chỗ này. Được chưa nhỉ? Đấy. Và bây giờ thế này nhá. 7 × 2A đúng không? Thầy phân tích kèm thế này này. Khoảng thời gian từ 1/12 giây đến 2 giây thì là delta T, đúng không?
khoảng thời gian đó thì là 23/12 giây rồi, và ứng với khoảng thời gian đó thì phân tích được quãng đường sẽ phải là 7 × 2a cộng với là quãng đường s thêm và kem cộng 2 là xong là khoảng quãng đường tổng thể. Đấy, cái này chính dễ rồi đúng không? 7 × 2a thì là 7 × 2a thì là 7 × 2 × 2, vấn đề là s thêm là bao nhiêu thôi. Thì nhìn tiếp này, ban đầu ở đây và nó đi được là 7 chu kỳ trên 2, vậy để phân tích cho dễ hơn nhé. 7 chu kỳ trên 2 thì sẽ thầy sẽ viết ra một này một chút đi, thầy viết này một chút để em hiểu này. 7 chu kỳ trên 2 thì sẽ là 6t/2 cộng t/2, có biết tại sao làm này không? Thành 3t cộng với t/2. Đấy, tức là từ cái thời điểm 1/12 giây ở đây nó sẽ đi được 3 chu kỳ, tức là 3 vòng nó sẽ về đến đây và đi thêm nửa vòng nữa nó sẽ kết thúc ở đây, hiểu không nhỉ? Đấy, nhắc lại này, 1/12 giây ở đây thì nó sẽ đi được 7t/2, thì 7t/2 phân tích ra thành đó là 6t/2 cộng t/2, 6t/2 là 3t và cộng t/2, vậy là 1/12 giây nó sẽ đi được 3t là 3 vòng về đến đây và phải đi được tiếp t/2 nữa, nó sẽ kết thúc ở chỗ này, được chưa? Và đây là kết thúc của 7t/2 nhé. Và từ 7t/2 nó đi được 1/6 giây nữa. 1/6 giây thì em tính được góc quét delta phi sẽ bằng là 4π/6. 1/6 tức là bằng 2π/3, tức là từ điểm này nó quét 2π/3 thì qua góc này π/2 rồi, vậy quét góc π/6 chỗ này thì vừa đủ 2π/3 kết thúc điểm N, được chưa? Đấy, nhắc lại một chút này, 1/12 giây em thay vào đây, em tìm ra phản không, được chưa? Và từ 1/12 giây đến thời điểm 2 giây thì nó đi thế nào? Nó đi khoảng thời gian nó sẽ là 7t/2 cộng 1/6 giây, thì phân tích 7t/2 ra thành 3t cộng t/2. 3t tức là nhìn thế này này, 1/12 giây nó sẽ quét 3t về đúng như 1/12, sau đó đi thêm 1t/2 nữa, tức là đi thêm một nửa vòng tròn nữa, nó sẽ về đến đây, vậy hết 7t/2. Và từ 7 cái thời điểm 7t/2 nó ở chỗ này, chỗ này, và thời điểm 7t/2 nó đi thêm 1/6 giây nữa, 1/6 giây để góc quét 2π/3 đến đây là π/2, 2π/3 thì sẽ π/2 π/6 và nó kết thúc điểm này, được chưa? Đấy, và quãng đường đi thêm chính là quãng đường tính từ đây đến đây. Đấy, và quãng đường này là a rồi, từ biên âm đến cân bằng quãng đường là a rồi. Từ cân bằng về vị trí n này thì quãng đường đơn giản thôi, cân bằng em gióng đây được một hình chiếu, n thì em gióng đây được hình chiếu, góc này là π/6 đúng không? Đối diện π/6 là sin, vậy là a/2, cái quãng đường sẽ là a/2 là a. Đấy, cái quãng đường sẽ là a cộng a/2, được chưa? Có hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy, từ biên âm về cân bằng cũng là a, và từ cân bằng đổ ra vị trí này thì cân bằng gióng đây được một hình chiếu, n gióng đây được một hình chiếu, vậy quãng đường chính là cái đoạn này, quãng đường chính là đoạn này, và đoạn này thì đối diện góc π/6, đối diện góc π/6 thì bấm sin π/6 1/2, vậy nó là a/2. Đấy, vậy suy ra quãng đường này là bao nhiêu? 7 × 4 = 28, 28 cộng với 2 cộng với 2/2, 2/2, 31 cm. Rồi, đây là tất cả những cái phần về quãng đường thì hướng dẫn cho các em. Và các em đăng ký kênh thầy để